Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, sáng sớm ngày 8 tháng 7, 4 trận động đất từ 4,1 đến 6,7 độ Richter đã lần lượt xảy ra ở vùng biển Quảng Đông của Trung Quốc, Luzon của Philippines và Sumatra của Indonesia. Hiện chưa có thảm họa hay sóng thần nào được báo cáo. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào khoảng 2 giờ 28 phút sáng ngày 8 tháng 7, một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển huyện Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, với tiêu cự sâu 25 km. Cư dân mạng ở Huệ Châu, Thâm Quyến, Đông Quản, Chu Hải, Macau nói rằng họ cảm nhận được rõ ràng trận động đất. Ngay cả những công dân Hồng Kông ở cách xa tâm chấn hơn 90 km cũng cảm nhận được. Nhiều người cho biết họ bị trận động đất làm tỉnh dậy trong đêm. Trận động đất chưa có báo cáo về thảm họa, nhưng do tâm chấn nằm gần nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á nên đã khiến dư luận lo ngại. Theo dữ liệu đo được của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS, một trận động đất nông có cường độ 6,4 độ Richter đã xảy ra lúc 5 giờ 5 phút sáng ngày 8 tháng 9 cách đảo Luzon của Philippines khoảng 67 km về phía tây nam. Với độ sâu tiêu cự chỉ 11 km, tâm chấn nằm ở 14,076 độ Vĩ Bắc và 119,458 độ Kinh Đông, không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Vài phút sau, một trận động đất cũng được báo cáo ở phía tây của đảo Sumatra, Indonesia. Khu vực này nằm ở phía tây nam của Philippines. USGS đo được cường độ 6,7 độ Richter và tiêu cự sâu 21,8 km, tâm chấn cách thành phố biển Mariaman 167 km về phía tây. Khoảng nửa giờ sau, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter cũng xảy ra cách tâm chấn trước đó 7 km. Cho đến nay, các khu vực nói trên đều không có nguy cơ xảy ra sóng thần, cũng như chưa có thêm báo cáo thiên tai nào khác. Tuy nhiên, theo thông tin từ báo chí nước ngoài, cảnh sát địa phương ở đảo Luzon cho biết trận động đất lắc lư mạnh khiến nhiều người dân địa phương bị đánh thức khi đang ngủ. Trên thực tế, trước khi mọi thiên tai lớn xảy ra sẽ có một số bất thường và trận động đất ở Vân Xuyên cũng không ngoại lệ. Vào lúc 2 giờ 28 phút chiều ngày 8 tháng 7, trận động đất xảy ra ở Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã gây chấn động thế giới, gây thương vong nghiêm trọng và thiệt hại về tài sản. Tính đến 12 giờ ngày 8, trận động đất ở Vân Xuyên đã khiến 69.227 người chết, 374.643 người bị thương và 17.923 người mất tích. Theo dữ liệu từ cơ quan động đất Trung Quốc, cường độ sóng bề mặt của trận động đất này đạt mức 8,2 độ Richter, cường độ thời điểm là 8,3 độ Richter và diện tích thiệt hại vượt quá 100.000 km². Trận động đất ảnh hưởng đến hầu hết Trung Quốc và nhiều quốc gia khu vực ở châu Á. Các vùng ở xa nơi xảy ra trận động đất như Liêu Ninh ở phía Bắc, Thượng Hải ở phía Đông Trung Quốc, Hồng Kông, Quảng Đông, Macau, Thái Lan ở phía Nam và Pakistan ở phía Tây cũng chịu dư chấn. Trên thực tế, trước khi mọi thiên tai lớn xảy ra, sẽ có một số bất thường và trận động đất ở Vân Xuyên cũng không ngoại lệ. Sự việc bất thường xảy ra trước trận động đất ở Tứ Xuyên. Tuyết rơi vào tháng 5, vào tối ngày 9 tháng 5, tối ngày 10 tháng 5 và sáng và chiều ngày 11 tháng 5, có 4 đợt tuyết rơi liên tiếp ở khu vực núi Ngũ Đài Sơn, các đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa. Người dân rất kinh ngạc khi thấy cảnh tượng tuyết rơi tháng 5 ở Ngũ Đài Sơn. Vào sáng sớm ngày 11 tháng 5, công viên rừng Yesampo Baikalpan, một danh lam thắng cảnh quan trọng quốc gia nằm ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, cũng như nhìn thấy cảnh tuyết rơi vào tháng 5, toàn bộ công viên bị bao phủ trong một thế giới băng tuyết màu trắng. Quang mặt trời, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 5, cảnh tượng quang sáng mặt trời xuất hiện trên khu vực bãi biển của sông Hoàng Hà và Mạnh Châu, Hà Nam và nó tiếp tục phân tán vào khoảng 11 giờ 30 phút. Quang sáng mặt trời còn được gọi là cầu vồng tròn, là một hiện tượng quang học trong khí quyển được hình thành khi ánh sáng mặt trời đi qua mây ti tầng và bị khúc xạ hoặc phản xạ bởi các tinh thể băng. Khi ánh sáng đi vào các tinh thể băng trong các đám mây Sigrostatus, nó trải qua hai lần khúc xạ và bị phân tán thành ánh sáng có nhiều màu sắc khác nhau theo các hướng khác nhau. Hồ nước khô cạn trong nháy mắt. Vào ngày 26 tháng 4, khoảng 80.000 mét khối nước trong hồ Quan Âm ở làng Bá, thôn Bạch Quả, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc đột nhiên biến mất. Dân làng cho biết mặt nước của hồ thường bằng với mặt đất và nước trong xanh quanh năm.
Vào lúc 7 giờ sáng, một xoáy nước bất ngờ xuất hiện trên mặt nước phẳng lặng kèm theo tiếng gầm. Trong chưa đầy 5 giờ, một hồ nước trong vắt biến mất và phù sa đen xuất hiện, cóc băng qua đường. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, một cuộc di cư quy mô lớn của những con cóc đã xảy ra ở thôn Đàn Mộc, thị trấn Tây Nam, thành phố Miên Trúc, cách Vân Xuyên không xa. Hàng trăm ngàn con cóc đã di chuyển trên con đường gần một nhà máy dược phẩm. Nhiều trong số chúng đã bị nghiền nát bởi những chiếc xe, một số thì bị người đi bộ dẫm đạp đến chết. Số lượng lớn cóc xuất hiện trên đường như vậy khiến nhiều dân làng cho rằng đây là một điểm xấu. Vào ngày 10 tháng 5, hàng ngàn dặm trên quốc lộ Đông Phong Kiều, đường Đông Phong, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, hiện tượng tương tự cũng xuất hiện. Hàng ngàn con cóc băng qua đường theo từng nhóm một. Đàn Đại Bàng vào khoảng 2 giờ chiều xảy ra trận động đất, một số dân làng la hét lên khi nhìn thấy Đại Bàng. Nhiều dân làng vừa nghe tin xong đã thấy những con Đại Bàng dày đặc trên bầu trời. Khi mọi người đang nói về Đại Bàng thì đồi núi đột nhiên xuất hiện tiếng động lớn, trần tựa như đang bước trên bông, không thể đứng vững và những ngôi nhà sụp đổ liên tiếp. Dân làng hoảng loạn, nhiều người trong số họ gào khóc. Sau đó, một số dân làng nói rằng may mắn thay tất cả gia đình đã ra ngoài để xem Đại Bàng, nếu không cả gia đình đã gặp nạn. Lợn không vào chuồng. Khi một người nông dân dẫn lợn của mình vào chuồng vào ngày xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên, cho dù đuổi như thế nào, đàn lợn cũng không chịu vào chuồng. Ngày thường những con lợn này rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay chúng chạy theo hướng ngược lại và người nông dân đành phải chạy theo chúng. Đúng lúc này, trận động đất xảy ra và người nông dân may mắn thoát chết. Các chuyên gia địa chấn cho biết khi một trận động đất sắp xảy ra, trường ứng suất tại chỗ trong khu vực sẽ thay đổi. Động vật rất nhạy cảm với những thay đổi này, vì vậy chúng sẽ thể hiện một số hành vi bất thường. Và chính những hành vi bất thường này cuối cùng đã cứu được không ít người. Trước mỗi thiên tai đại họa sắp xảy ra sẽ có những dị tượng cảnh báo con người. Nhiều người hiện đại coi đó là mê tín, vì vậy không tin hoặc bỏ qua những cảnh báo này. Nhưng những bài học trong lịch sử đã minh chứng hậu quả của việc không tin cảnh báo của trời thật vô cùng thảm khốc. Người xưa có câu rằng, thà tin là có chứ đừng tin là không. Mọi sự việc xảy ra trên đời này đều không là ngẫu nhiên, nhưng dị tượng bất thường xảy ra đến cũng không phải vô duyên vô cớ. Nhân loại suy nghĩ cho cùng cũng là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ vô biên này. Vì vậy, hãy nhìn thiên tượng và ngẫm lại chính mình để tìm thấy cho mình một con đường bình an trước thiên tai nhân họa. Kính thưa quý vị, sau khi trải qua kiểu thời tiết bất thường, miền Nam hạn hán, miền Bắc lũ lụt vào năm ngoái, dường như năm nay Trung Quốc đã quay trở lại trạng thái điển hình Bắc hạn hán, Nam lũ lụt. Các chuyên gia khí tượng cho biết El Nino đang đến và Cục Khí tượng sẽ chú ý đến các thảm họa liên quan có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong vài tháng tới. Vào tối ngày 4 tháng 7 năm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo vàng đầu tiên về nhiệt độ cao cho năm nay. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được mã hóa bằng màu sắc gồm 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7, thời tiết nắng nóng trên 37 độ C đã bao trùm khắp 10 tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Liêu Ninh. Cục bộ có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tính đến ngày 4 tháng 7, thành phố Chupan của Tân Cương đã trải qua 9 ngày liên tiếp với mức nhiệt trên 40 độ C. Hôm 1 tháng 7, trạm khí tượng Hồ A Đinh ở bồn địa Chupan ghi nhận mức nhiệt 48,5 độ C. Thông thường mỗi năm phải đến tháng 7 hoặc tháng 8 thì nhiệt độ tại bồn địa Chupan mới vọt lên 45 độ C. Trong khi khu vực phía Bắc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao, thì khu vực phía Nam của Trung Quốc lại đón nhận một lượng mưa lớn. Vào ngày 7 tháng 7, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo vàng cho mưa bão. Dự báo cho biết, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7, nhiều nơi ở phía Nam Trung Quốc có mưa dông trên diện rộng, có nơi đi kèm với sấm chớp và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7, mưa lớn chủ yếu hay ảnh hưởng đến các tỉnh thành như Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, vành đai mưa di chuyển về phía Đông Nam chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh Quý Châu, Quảng Tây và hầu hết các khu vực ở phía Nam sông Trường Giang. Chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Nino. Hôm 7 tháng 7, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về El Nino và thông báo rằng hiện tượng khí hậu này đã xuất hiện. Vào ngày 3 tháng 7, tại cuộc họp báo trực tuyến do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức, ông Chu Bình, chuyên gia trưởng về dịch vụ khí hậu của Cục Khí tượng cho biết El Nino chắc chắn sẽ xảy ra trong năm nay và điều này đánh dấu sự trở lại của miền Bắc hạn hán, miền Nam lũ lụt đúng nghĩa tại Trung Quốc.
Enino là hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương cao hơn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến tình trạng hoàn lưu khí quyển bất thường. Enino sẽ tác động đáng kể đến nhiệt độ toàn cầu. Ông Chu Định Trân, kỹ sư cấp cao của Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết hồi giữa tháng 6 rằng hiện tượng Bắc hạn hán, Nam lũ lụt thường xảy ra vào những năm Enino xuất hiện. Thông thường khi xảy ra Enino, khả năng cao là Trung Quốc sẽ có mùa đông ấm áp, mùa hè sẽ có sự phân bố nóng ở phía Bắc và mát ở phía Nam. Theo ông Chu Bình, Enino lần này được ước tính có cường độ trên mức trung bình và dự kiến sẽ đạt cực đại vào mùa đông năm nay. Tính từ tháng 5 năm nay, nó sẽ kéo dài ít nhất 8 đến 10 tháng. Nếu Enino lần này có thể đạt đến cường độ mạnh, khả năng cao nó sẽ phá kỷ lục nóng nhất toàn cầu do sự kiện Enino xác lập vào năm 2016. Tuy vậy, ông cho rằng nhìn lại lịch sử Enino năm nay rất giống với Enino cường độ trung bình xuất hiện vào năm 2009-2010. Hiện tượng Enino từ năm 2009-2010 kéo dài 11 tháng, từ cuối tháng 6 đến tháng 9 năm 2009. Nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến 17 tỉnh thành ở Trung Quốc từ tháng 6 đến tháng 8, một phần Nội Mông, Cát Lâm, Liêu Ninh và các tỉnh khác bị hạn hán nghiêm trọng. Từ mùa thu năm 2009 đến mùa xuân năm 2010, khu vực Tây Nam của Trung Quốc đã trải qua đợt hạn hán kéo dài và đây cũng là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi dữ liệu này được thu thập. Trong 120 năm qua, Enino và hiện tượng La Nina đối ngược với nó đã mang đến những thảm họa khí tượng cho thế giới. Enino và La Nina có thể được xếp vào top 10 thảm họa khí hậu toàn cầu. Cũng trong 120 năm qua, thế giới đã xảy ra 3 lần Enino siêu mạnh. Lần gần đây nhất là từ năm 2014-2016. Khi đó, Trung Quốc có mùa đông ấm áp vào năm 2014. Miền Nam Trung Quốc thường xuyên có mưa bão vào mùa hè năm 2015. Tất cả đều liên quan đến Enino. Ngoài ra, hiện tượng Enino siêu dài xuất hiện vào các năm 1997-1998 cũng gây ra hàng loạt hiện tượng khí hậu dị thường. Có thể kể đến như hạn hán nghiêm trọng xuất hiện ở Thái Lan, Philippines, Úc và một số nơi khác. Mùa hè năm 1997, miền Bắc Trung Quốc có nhiệt độ cao hơn và hạn hán. Mùa hè năm 1998, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang. Ông Chu Bình nói rằng, các nhà dự báo thường tập trung vào tác động của Enino sau khi nó xuất hiện. Trên thực tế, trước khi Enino vào vị trí, các nơi như Brazil, Đông Nam Á và Châu Phi đều đã bị ảnh hưởng. Ông Chu Bình cho rằng, trong lần Enino này, Trung Quốc không những phải chú ý đến lượng mưa ở lưu lượng sông Trường Giang, mà còn phải chú ý đến hạn hán có thể xảy ra ở phía Bắc. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến tình trạng hạn hán ở Tây Nam Trung Quốc vào cuối mùa hè và đầu mùa thu này. Ông Chu Bình cũng cho rằng, sự xuất hiện của Enino sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa mì, ngô, gạo và các loại cây trồng khác của Trung Quốc. Còn theo ông Chu Định Nhân, sự xuất hiện của Enino có thể gây ra nạn đói trên diện rộng trên thế giới. Nhiều nơi ban đầu có nhiều mưa nhưng sau đó hạn hán, sâu bệnh sẽ ngày càng nhiều và khiến dịch bệnh lây lan. Các sinh vật biển và chuỗi thức ăn cũng sẽ bị phá hoại. Đồng thời, kiểu thời tiết khô hạn thiếu mưa sẽ dẫn đến nhiều trận hỏa hoạn hơn, từ đó gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.